Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 2 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19. Huyện Yên Mỹ trao giấy chứng nhận cho 176 công dân hoàn thành cách ly tập trung. Người dân Hưng Yên giải cứu nông sản cho nông dân vùng dịch. Các ngân hàng tăng cường phòng chống dịch và hỗ trợ khách hàng. Khu công nghiệp Phố Nối A đã thu hút lấp đầy dự án. Dự báo vụ nhãn năm 2021 đạt sản lượng cao. Và các bạn, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu tại cuộc họp, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá công tác chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Hưng Yên đã đi trước một bước, nâng cao hơn một bước so với thực tế. Do đó, Hưng Yên đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, ngăn ngừa hiệu quả dịch bệnh lây lan vào địa bàn. Đến nay, chính thức Hưng Yên chỉ ghi nhận 2 trường hợp lây nhiễm COVID-19 tại cộng đồng là bệnh nhân 2062 và 2063 ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, đã qua 13 ngày không phát sinh ca nhiễm mới. Bệnh nhân 2060 là trường hợp từ Hải Dương về quê ăn Tết và được ghi nhận tại Hà Nội. Chiều nay, hai khu cách ly tập trung của huyện Yên Mỹ đã kết thúc cách ly cho 176 trường hợp F1, trong đó đa số là những người liên quan đến các bệnh nhân ở thôn Từ Hồ. Tất cả các vụ việc phát sinh khác đều được kiểm soát tốt, xử lý nhanh và hiệu quả. Thời gian tới, tỉnh Hưng Yên sẽ siết chặt hơn nữa việc quản lý dân cư, kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh khác vào địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp 5K, tăng năng lực xét nghiệm, tổ chức thêm các khu cách ly tập trung tuyến tỉnh. Tỉnh cũng sẽ xem xét kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu và xem xét kết thúc cách ly phong tỏa tại Yên Phú khi đủ 14 ngày. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ biểu dương Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, đặc biệt là huyện Phù Cừ, Ân Thi và thị xã Mỹ Hào đã làm tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch, tạo thành lá chắn hiệu quả cho cả tỉnh trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp ở các tỉnh lân cận. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Hưng Yên cần tiếp tục đi trước một bước trong việc bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Có kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện mục tiêu kép, cân bằng giữa nhiệm vụ vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tiếp theo. Có kế hoạch tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine phòng dịch khi Trung ương có nguồn phân bổ. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần xem xét tăng người, tăng ca, tăng mức hỗ trợ cho các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ vào tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, 14 giờ chiều nay, tại hai cơ sở cách ly tập trung của huyện Yên Mỹ, 176 công dân thực hiện quyết định cách ly tập trung từ ngày 8 tháng 2, chủ yếu liên quan đến các ca bệnh 2060, 2062, 2063, 2334 đã được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện trao giấy chứng nhận hết thời gian cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Từ ngày 8 tháng 2 năm 2021 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Mỹ đã tiếp nhận quản lý theo dõi 176 công dân vào cách ly y tế tập trung. Hiện tại, các công dân đều đảm bảo sức khỏe, không có dấu hiệu nghi liên quan đến nhiễm dịch bệnh COVID-19. Kết quả, 176 trên 176 công dân được cấp giấy chứng nhận hoàn thành với thời gian cách ly y tế tập trung. Trong quá trình cách ly, 100% công dân đều chấp hành nghiêm các quy định, giữ tốt mối đoàn kết tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. Tại buổi cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly và đưa công dân trở về địa phương, đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Mỹ đã động viên và khuyến cáo những công dân về từ vùng có dịch cần khai báo chính xác với chính quyền địa phương để có biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Sau hơn 10 ngày hoạt động điểm bán hàng bình ổn giá của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Yên Phú đã cung ứng đủ nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân trong thời gian cách ly.
Từ ngày 10 tháng 2 đến nay, điểm bán hàng bình ổn giá xã Yên Phú cung cấp trên 6 tấn gạo, gần 2 tấn thịt lợn, trên 500 kg khoai tây, trên 3.000 quả trứng, gà, vịt, gần 2 tạ đậu phụ cùng nhiều hàng hóa thiết yếu khác cho người dân. Hàng hóa được lấy từ các trang trại nhà cung cấp có uy tín, đảm bảo chất lượng. Giá cả được bán ngang với giá thị trường thời điểm trước Tết Nguyên đán. Xã Yên Phú chuyên canh cây rau màu và chăn nuôi, có nguồn lương thực thực phẩm tự cung tự cấp lớn. Cùng với nguồn hàng hóa bình ổn giá này đã cơ bản đảm bảo đời sống cho hơn 4.000 hộ với hơn 15.000 nhân khẩu của xã yên tâm thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tại các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã chủ động hướng dẫn các cơ sở thờ tự giáo xứ thực hiện tạm dừng các hoạt động thánh lễ tập trung đông người, hướng dẫn người tham gia và các giáo dân tuân thủ đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ngay từ khi có ca bệnh lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, các giáo xứ trên địa bàn tỉnh tạm ngưng hoạt động thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần, thay vào đó là thực hiện các bài giảng, hướng dẫn nghi lễ, cầu nguyện, đọc kinh bằng hình thức trực tuyến, được phát trực tiếp và lưu lại trên các trang mạng của giáo phận. Thánh lễ ngày thường vào mỗi buổi chiều, tối hàng ngày vẫn được cử hành với điều kiện không tập trung quá số người quy định. Các giáo dân khi đến nhà thờ phải rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách theo quy định. Không phải cái đợt 2 này mà ngay từ đợt 1 thì chúng tôi cũng đã thực hiện một cách rất là nghiêm túc các cái chủ trương của nhà nước cũng như những cơ quan hữu trách trong cả các thánh lễ. Thì chúng tôi luôn nhắc nhở những người giáo dân là phải thực hiện tốt để bảo vệ cho sức khỏe của chính mình cũng như cho cộng đồng. Trong thời gian dịch bệnh kéo dài, các nhà thờ, giáo xứ không cử hành mục vụ cưới hỏi, tang lễ yêu cầu gọn nhẹ, không kéo dài. Việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh của các giáo dân và các cơ sở tôn giáo không những giúp bảo vệ sức khỏe của mọi người mà còn góp phần chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Phú Ủng, Bãi Sậy và Đa Lộc là ba xã của huyện Ân Thi có địa phận giáp danh đi lại với các huyện Bình Giang, Thanh Miện của tỉnh Hải Dương. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Hải Dương, công tác phòng chống dịch tại các xã giáp danh càng trở nên cấp bách. Huyện Ân Thi hiện có 4 trên 7 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các xã giáp danh với tỉnh Hải Dương, hoạt động 24 trên 24 giờ. Trong đó, tại giáp Phú Ủng có 2 chốt, Bãi Sậy có 1 chốt và xã Đa Lộc có 1 chốt. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã tăng cường hỗ trợ nhân lực, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tôi đã thành lập được là 35 tình nguyện viên để hỗ trợ chốt chia làm 3 ca trong ngày, gồm các đoàn thể, thanh niên, phụ nữ, hội cựu binh, hội nông dân và 2 ban công an và ban quân chủ xã. Ngoài chốt kiểm soát tại đường gom cao tốc Hà Nội Hải Phòng, điểm thôn Tiên Kiều, thì từ ngày 2 tháng 2, xã Bãi Sậy đã thực hiện việc tạm cắt cầu Hà, đoạn tiếp nối với xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương để đảm bảo công tác phòng chống dịch của địa phương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương chỉ đạo lực lượng công an, y tế kết hợp với các tổ phòng chống dịch tại các thôn thường xuyên nắm bắt thông tin những công dân đi và đến từ vùng dịch. Tại xã Đa Lộc, Bãi Sậy, Phú Ủng, theo kết quả rà soát, từ ngày 2 tháng 2 đến nay, có gần 300 trường hợp từ tỉnh Hải Dương về. Các địa phương thực hiện nghiêm việc tạm dừng tiếp nhận người lao động từ tỉnh Hải Dương đến khi có thông báo mới. Trường hợp đặc biệt phải thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Trên địa bàn xã Phú Ủng thì có cái công ty xe mất sớt. Ban chỉ đạo đã chỉ đạo đối với công ty là đặc biệt những cái người từ Hải Dương đến là không tiếp nhận. Trong thời điểm này có một số trường hợp thì đã sang trước yêu cầu là ở tại cái xã công ty không được vào chuyển làm việc, thì khi công ty liên hệ với cả trung tâm y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp âm tính thì lúc đó mới vào làm việc tại công ty được. Với tinh thần tập trung không chủ quan lơ là, các xã giáp danh với tỉnh Hải Dương nói riêng và toàn huyện Ân Thi nói chung đang chung sức đồng lòng trong công tác phòng chống dịch. Ngày 20 tháng 2, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên phẫu thuật mổ lấy thai nhi thành công cho 2 sản phụ từ khu vực cách ly xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. 2 sản phụ ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ không có tiểu sử dịch tễ liên quan đến các ca bệnh COVID-19 nhưng đang trong khu vực phong tỏa để phòng chống dịch. Do trong chu kỳ cuối thai kỳ được tiên lượng sinh khó nên 2 sản phụ được đưa đến khu điều trị cách ly của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên để mổ lấy thai theo quy trình phòng dịch nghiêm ngặt. Kết quả các ca mổ thành công, 2 bé gái nặng 3kg và 3,4kg. Sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định, đang được theo dõi chăm sóc tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Chờ hết thời hạn cách ly sẽ được ra viện.
Trước đó, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cũng phẫu thuật sinh mổ thành công, an toàn cho một sản phụ là đối tượng F2 được cách ly ở Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm. Trước tình trạng nông sản của bà con nông dân ở tỉnh Hải Dương không tiêu thụ được, nhiều tập thể cá nhân trên địa bàn tỉnh đã kết nối để hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn rau củ quả giúp bà con vượt qua khó khăn. Tại số 667 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, hôm nay là ngày thứ hai được tổ chức tiêu thụ nông sản của Hải Dương ở đây. Rất nhiều các mặt hàng rau củ quả như su hào, bắp cải, cà chua, cà rốt, ổi được tập kết chờ tiêu thụ. Không chỉ tại thành phố Hưng Yên, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có nhiều tổ chức cá nhân đứng ra giải cứu nông sản giúp bà con tiêu thụ, như ở thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ cũng đã có các cửa hàng tiêu thụ nông sản cho nông dân vùng dịch. Tất cả các sản phẩm đã được đóng túi, kiểm định và được xe chở miễn phí về tới các điểm tập kết. Việc giải cứu có nhiều thuận lợi nhờ được người dân ủng hộ và được chia sẻ nhanh chóng từ thời gian, địa điểm. Sau Tết, lượt giao dịch tại các ngân hàng tấp nập ngoài dự đoán. Bên cạnh phục vụ tốt khách hàng, ngân hàng đều đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, đồng thời đưa ra nhiều chính sách để hỗ trợ khách hàng vay vốn, tuy nhiên lãi suất tiền gửi lại thấp. Khách hàng giao dịch tại quầy đeo khẩu trang đầy đủ, rửa tay sát khuẩn trước khi vào và sau khi ra về. Các ngân hàng bố trí khách hàng ngồi xếp hàng chờ và giữ khoảng cách an toàn, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Sau Tết, một số ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng. Ngân hàng Vietcombank quyết định giảm từ 5-10% tiền lãi phải trả cho các khách hàng doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Giảm lãi suất 0,2% năm cho khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh trong thời gian từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 2 tháng 5 năm nay, bao gồm toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới. Đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, đa số dao động trên dưới 3,5% năm. Ngân hàng Vietinbank lãi suất huy động 3,1% năm cho kỳ hạn dưới 3 tháng và 3,4% kỳ hạn từ 3 đến 6 tháng. Kỳ hạn 6 tháng có mức chênh lệch giữa các ngân hàng lớn hơn, ngân hàng NCB niêm yết lãi suất huy động cao nhất 6,25% năm. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những khu công nghiệp đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm 2004. Đến nay, khu công nghiệp Phố Nối A do tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư đã thu hút lấp đầy dự án và đầu tư. Khu công nghiệp Phố Nối A nằm trên địa bàn 3 huyện, thị xã là Mỹ Hào, Văn Lâm và Yên Mỹ. Có diện tích quy hoạch gần 600 ha. Đến nay, đã thu hút trên 200 dự án và đầu tư lấp đầy diện tích, trong đó có 110 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, 101 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 1 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Phố Nối A đang tạo việc làm cho trên 28.500 lao động. Đây là khu công nghiệp lớn thứ hai về số vốn đầu tư sau khu công nghiệp Thăng Long 2 và đứng đầu về tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Do trình độ thâm canh chăm sóc nhãn của các nhà vườn ngày một tiến bộ, kết hợp với thời tiết thuận lợi cho nhãn ra lộc và ra hoa, nên hầu hết các hợp tác xã sản xuất nhãn trên địa bàn tỉnh đều nhận định vụ nhãn năm 2021 sẽ được mùa và cho sản lượng cao. Xuất phát từ nhu cầu của thị trường sử dụng các giống nhãn đặc sản, nên các thành viên của hợp tác xã nhãn lồng Bảo Tiến, thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi đã đưa các giống nhãn siêu ngọt đường phèn T2, T6 vào trồng. Để phù hợp với nhu cầu của thị trường và để nhãn bán được giá cao, hiện tại hợp tác xã đã hướng dẫn các thành viên sản xuất giải vụ theo cả 3 trà là trà sớm, trà trung và trà muộn. Trong đó trà nhãn sớm hiện đã có tỷ lệ ra hoa đạt 100% diện tích. Tại vì năm nay là mùa đông, là thời tiết nó rét đậm, nó giúp sẽ phân hóa mầm hoa thuận lợi hơn. Và với tình hình tháng riêng mà cứ nắng ấm như này thì là sẽ thuận cho việc tích lũy năng lượng của cây nhãn. Thì năm 2021 tôi dự đoán là sản lượng sẽ đỉnh cao của những vụ nhãn được mùa. Do được chăm sóc tốt nên 1.400 gốc tương đương với gần 9 mẫu nhãn đặc sản của gia đình anh Đỗ Kỳ Lam, đội 2 thôn Phương Thượng, xã Phương Triểu, thành phố Hưng Yên, năm nào cũng cho sai quả. Năm nay, mặc dù mới bắt đầu vào vụ sản xuất, nhưng với kinh nghiệm trên 10 năm trồng và chăm sóc nhãn của mình, anh Lam nhận định,
vụ nhãn năm 2021 hứa hẹn là một năm được mùa. Hiện tại, nhãn của gia đình bắt đầu ra giò hoa, một số diện tích nhãn trà muộn đang lên lộc. Để nhãn đạt tỷ lệ đậu quả cao, nhà vườn đang tăng cường bổ sung dưỡng chất cho cây và phòng trừ dịch hại. Cái tỷ lệ nhãn năm nay khẳng định rằng là nó rất là sai, sai hơn cả năm ngoái. Nếu mà thời tiết thuận thì nó phải gấp đôi năm ngoái. Toàn tỉnh có gần 4.500 hecta nhãn, tập trung ở thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, Kim Động. Do thời tiết khá thuận lợi và người dân trong tỉnh đã có kinh nghiệm, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, nên năm nay tỷ lệ nhãn ra hoa dự báo đạt từ 80 đến 100%. Tuy nhiên, để nhãn đạt tỷ lệ đậu quả cao, bà con nông dân cần tiến hành các biện pháp chăm sóc, bón bổ sung cho nhãn bằng phân bón qua lá hoặc phân chuồng hoai mục, tuyệt đối không được bón các loại phân bón đa lượng NPK cho đến khi kết thúc quá trình đậu quả. Thưa quý vị và các bạn, ý thức rõ tầm quan trọng của nước sạch đối với cuộc sống của người dân các xã đang bị ô nhiễm nguồn nước. Hiện nay, nhà máy nước sạch Mỹ Văn đã nỗ lực thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng nguồn nước và cam kết luôn cung cấp đầy đủ nước sạch cho người dân. Những năm gần đây, sự ô nhiễm trầm trọng của sông Bắc Hưng Hải chảy qua địa bàn xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang đã khiến hệ thống nước ngầm và nước mặt ở khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Nếu như trước đây, toàn bộ hệ thống xoong nồi, thiết bị điện nước trong nhà đều bị hoen ố, thì giờ đây vấn đề này đã không còn. Trong vòng 6 tháng, kể từ khi nhà máy nước sạch Mỹ Văn triển khai đưa nước sạch về địa phương, đã có 70% hộ dân ở xã Vĩnh Khúc đăng ký đấu nối sử dụng. Tùng nước giếng khoan, một tháng cứ rửa bể 1-2 lần mà leo lên leo xuống vất vả. Thế bây giờ có nước sạch đấy tôi thấy cảm thấy sướng lắm. Nguồn nước mà như các hộ dân mà khoan theo truyền thống ấy, thì khoan lên bể lọc thì nó cũng không đảm bảo. Nên vì vậy là chúng tôi cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Đến nay là chúng tôi đạt khoảng 70% các hộ, còn lại khoảng 30% nữa chúng tôi tích cực tuyên truyền. Trong 6 tháng đầu năm 2021, chúng tôi xác định là 100% hộ các hộ dân của trong địa bàn xã Vĩnh Khúc sẽ sử dụng nước sạch của nhà máy nước Mỹ Văn. Nhà máy nước sạch Mỹ Văn được xây dựng xong vào đầu năm 2020 với công suất cung cấp nước đạt gần 3.000 mét khối một ngày đêm, được phân vùng cấp nước toàn phần cho hai xã Vĩnh Khúc, Nghĩa Trụ của huyện Văn Giang, xã Đồng Than và một phần của hai xã Ngọc Long, Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Để người dân các xã trong phân vùng cấp nước sớm được sử dụng nước sạch, ngay sau khi hoàn thành hệ thống xử lý nước, nhà máy đã nhanh chóng triển khai lắp đặt đường ống cấp nước với phương châm đường ống giải đến đâu, người dân có nước sử dụng đến đó. Hiện nay đã có gần 6.000 hộ dân của ba xã Vĩnh Khúc, Nghĩa Trụ, Đồng Than được sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ gần 70% tổng số hộ dân. Ưu tiên số 1 của nhà máy nước sạch Mỹ Văn là cung cấp nước theo đúng tiêu chuẩn 01 của Bộ Y tế để cung cấp bà con. Thì thời gian vừa qua nhà máy đã lắp đặt xong đường ống, thì thời gian tới nhà máy chúng tôi sẽ cố gắng vận động bà con để làm sao đảm bảo 100% số hộ dân trong phân vùng cấp nước của nhà máy được sử dụng nước sạch. Nước sạch là một trong những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Sự cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch với chất lượng tốt nhất của nhà máy nước sạch Mỹ Văn sẽ giúp người dân ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, dù ở thời điểm nào trong năm, nhất là khi tỉnh và đất nước có những sự kiện lớn hay vào dịp lễ Tết, những người công nhân vệ sinh môi trường ở thành phố Hưng Yên vẫn luôn cần mẫn với công việc dọn dẹp vệ sinh để cho những tuyến đường, ngõ phố sạch đẹp những ngày xuân sang. Những ngày trước, trong và sau Tết, công việc của công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên lại thêm phần vất vả hơn. Với lượng rác trong thời gian này nhiều hơn nên một ngày làm việc bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn so với những ngày bình thường. Ngày Tết công việc bận rộn mà nhiều rác. 11 rưỡi tôi làm về, chồng tôi với cả con tôi ngủ thì lâu lắm rồi. Vất vả trong công việc, đôi khi cũng có lúc thấy chạnh lòng khi thấy những gia đình xung quanh được nghỉ ngơi. Bù lại, chị Ngọc may mắn khi nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ người chồng của mình. Những công việc thường ngày như nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, rồi chỉ dạy con cái học hành, chị đều được anh hỗ trợ để bản thân yên tâm làm việc. Bằng 32 vuông. Vợ tôi đi làm thì về muộn, tôi đi làm thì về trước, lo toan cơm nước cho
con các cháu nó ăn xong nó còn phải học hành, hai vợ chồng đều được chung sức chung lòng làm lên thì nó mới được, chứ còn bây giờ mình cứ suy bì là người đàn ông mà lại bảo là không làm việc này thì nói chung là nó cũng không đúng, thôi thì mỗi người một việc. Chị Vũ Thị Thu, nhà ở huyện Kim Động đã nhiều năm làm công nhân vệ sinh môi trường ở thành phố Hưng Yên. Đều đặn hàng đêm, công việc của chị luôn kết thúc khi đêm đã khuya, đặc biệt trong những ngày Tết vừa rồi. Công việc của tôi là từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Khi đi thì là chúng tôi cũng chỉ ăn tạm thôi. Chúng tôi cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ để cho phố phường xanh sạch đẹp. Để những công nhân môi trường luôn tận tâm cống hiến cho công việc làm đẹp thầm lặng ấy, bên cạnh sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của chính bản thân họ là sự quan tâm, động viên của lãnh đạo công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hưng Yên. Tất cả đều coi như gia đình thứ hai của mình. Công tác vệ sinh môi trường thì anh chị em thường làm công việc buổi tối, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán, chị em rất vất vả. Cán bộ lãnh đạo của công ty luôn thấu hiểu với những khó khăn của chị em và luôn quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để những tuyến đường con phố sạch đẹp ở thành phố Hưng Yên là sự đóng góp của công nhân vệ sinh môi trường. Có thể công việc của họ không sang trọng nhưng lại rất đáng trân trọng. Họ có quyền tự hào khi là những người làm đẹp thầm lặng, góp một phần sức lao động để từng con đường, ngõ phố luôn gọn gàng, sạch sẽ.